Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, vốn FDI tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu tăng 17,9%, số lượng khách quốc tế tăng mạnh. Điều này cho thấy tình hình kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thì kinh tế trong nước vẫn còn một số tồn tại yếu kém, cần tập trung khắc phục như chỉ số sản xuất ngành công nghiệp vẫn thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, giải ngân vốn đầu tư công, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% đã đề ra cho năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương, các cơ quan phải tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra và đưa ra những giải pháp thiết thực khác. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong tháng 8, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có diễn biến tích cực hơn, chiều hướng tháng sau tốt hơn tháng trước. Nổi bật là lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,92% so với tháng trước và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiền tệ tín dụng cũng ổn định. Tính đến ngày 21 tháng 8 năm nay, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,06% so với tháng 12 năm 2016, cùng kỳ năm 2016 tăng 9,01%. Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của 8 tháng ước đạt trên 137.000 tỷ đồng, bằng 38,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước được Quốc hội giao, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước 39% và bằng 44,3% kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Không khí làm ăn, mua bán, du lịch sôi động, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng đầu năm đạt 8,47 triệu lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu đặt ra là đón 13 triệu lượt khách. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng khoảng 10,03% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần trong tháng 8 năm nay ước đạt 23,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tính chung 8 tháng tăng 6,7%, tiếp tục xu hướng tăng so với mức tăng trưởng của 7 tháng là 6,5%, nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2016, 7,2%. Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam đã có nhiều gam màu sáng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cho những tháng tới. Nổi bật là trong bối cảnh khó khăn, những biến động của tình hình kinh tế thế giới, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp vẫn tiến triển tốt và thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng, một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực đã có dấu hiệu trở mình. Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đế giày và túi nhựa dùng trong siêu thị, đại diện doanh nghiệp này phấn khởi cho biết, đối với mặt hàng túi nhựa, nếu như trong năm 2016 sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 10 container một tháng, thì từ đầu năm đến nay tình hình tiêu thụ tiến triển tốt, sản lượng đã tăng gần gấp đôi. Còn đối với các sản phẩm đế giày, doanh nghiệp cũng cho biết hiện mặt hàng này đang nhận được nhiều đánh giá tốt từ khách hàng và thị trường tiêu thụ cũng tiếp tục được mở rộng. Chúng tôi là một đơn vị tức là tham gia xuất khẩu qua Nhật Bản thông qua một doanh nghiệp chuyên xuất các cái mặt hàng túi qua Nhật Bản. Và với doanh nghiệp này thì các cái đơn hàng người ta đã chấp nhận ký 5 năm chứ không phải tức là ký từng năm một. Đó, và có những cái đơn hàng rất là dài hạn. Thế và riêng đối với doanh nghiệp chúng tôi thì đơn hàng là đã có kế hoạch từ nay đến hết cuối năm. Ngoài sản phẩm túi nhựa thì doanh nghiệp chúng tôi còn sản xuất cái mặt hàng chính nhiều năm nay là đế giày cao cấp bằng nhựa polyuretan để phục vụ cho ngành giày. Trong đó có giày xuất khẩu. Thì với một số các đơn vị mà chúng tôi đang cung cấp phục vụ thì chúng tôi thấy trong thời gian gần đây cái thị trường xuất khẩu đặc biệt là qua Úc và qua châu Âu đang được tăng trưởng. Thế và một số kế hoạch đang tính tới xuất khẩu qua thị trường của Mỹ. Đấy là những thị trường rất là tiềm năng. Những chuyển biến tích cực không chỉ ở tình hình sản xuất kinh doanh của một vài doanh nghiệp, đại diện nhiều hiệp hội các mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng cho biết tình hình tiêu thụ đang có dấu hiệu phục hồi. Điển hình theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may đang trở mình, dần bước qua giai đoạn khó khăn. Kết quả xuất khẩu trong 8 tháng đã có dấu hiệu cải thiện so với năm 2016. 8 tháng năm nay so với 8 tháng 2016 đấy, thì chúng ta tăng được 9,9%.
so với cùng kỳ. Đây là một sự nỗ lực cố gắng của ngành dệt may Việt Nam trong cái bối cảnh chúng ta bị những thách thức. Cái mục tiêu của chúng tôi năm nay thì xuất khẩu khoảng 30 tỷ đến 30 tỷ 500 triệu là một cái cơ hội rất là tốt và có thể đạt được con số này. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8 cũng có xu hướng tốt nhất kể từ đầu năm 2017. Theo đó, trong tháng 8, cả nước có 12.404 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 131,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp ước đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%. Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 101,7 nghìn người, tăng 8,8%. Tính chung trong 8 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 104.511 doanh nghiệp, trong đó 85.537 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 822,1 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%, có 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng ấy, thì có thể nói là rất mừng, là đã có 104.511 doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đấy là cái vấn mừng. Và cái vốn thành lập mới, vốn của các doanh nghiệp quay trở lại và đăng ký tăng thêm ấy, thì 1,1 triệu một tỷ đồng. Ở trong đó có 822.000 tỷ là vốn đăng ký mới, còn lại là vốn bổ sung, vốn tăng thêm. Hiện theo thống kê có tới 5.719 điều kiện kinh doanh. Vì vậy, cũng trong tháng qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ đã có phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, trong đó có thảo luận về cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Thủ tướng giao tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát cắt giảm những thủ tục không cần thiết. Còn 5.719 cái điều kiện kinh doanh. Và chúng ta cũng đang tập trung quyết liệt ở trên tinh thần chỉ đạo Thủ tướng giao tổ công tác ấy, và các bộ ngành chủ trì là Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ chủ trì cùng các bộ để rà soát các điều kiện kinh doanh, cắt giảm các điều kiện không cần thiết. Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng vừa được công bố bởi Nielsen, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đạt kỷ lục trong suốt 5 năm qua. Niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 năm 2017. Điều này đã giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ lạc quan, đạt 117 điểm, tăng 5 điểm so với quý 4 năm 2016, mức điểm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Thêm vào đó, ghi nhận từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, tình hình kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực hơn từ giữa quý 2 năm 2017. Tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện tích cực trong những tháng cuối năm, nhờ sự cải thiện của cả 3 động lực tăng trưởng. Trước hết là sự tăng trưởng bứt phá của khu vực dịch vụ, tăng trưởng ấn tượng, cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này sẽ trở thành một trong những bệ phóng cho tăng trưởng chung. Không chỉ những chuyển biến tích cực gam màu tối trong tình hình kinh tế 8 tháng qua của nước ta cũng không hề nhỏ, môi trường kinh doanh dù đã được đẩy mạnh cải thiện nhưng khó khăn, trở lực mà doanh nghiệp vật phải vẫn rất lớn, nhiều tồn tại hạn chế tạo nên những làn sóng bức xúc trong người dân và doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Nhắc đến những khó khăn trong 8 tháng qua, doanh nghiệp này chia sẻ, tình hình kinh doanh đang vướng phải nhiều khó khăn, tiêu thụ có chiều hướng sụt giảm. Doanh nghiệp đang mất dần đơn hàng ở những thị trường chủ lực, nổi bật, đơn hàng ở thị trường Hoa Kỳ đang có dấu hiệu chững lại. Cạnh tranh về giá đang khiến doanh nghiệp đuối sức khi chi phí sản xuất kinh doanh liên tục tăng. Cơ bản hiện nay là tức là khách hàng vẫn có, nhưng mà chúng ta không thỏa thuận được cái giá cả. Cho nên họ phải trả từng đi từng tí. Vì khi bây giờ hiện nay họ nói bây giờ hiện nay giá hiện nay kinh tế thế giới làm là không có tốt, tụi tôi làm bậy bán giảm giá, ăn nồi tăng giá là tụi tôi làm sao về bán được. Các doanh nghiệp cho biết khó khăn đang chồng chất đè nặng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp dường như khó gượng dậy. Bên cạnh mức lương và bảo hiểm liên tục tăng theo lộ trình, một số loại phí cũng đang là gánh nặng làm giảm sức cạnh tranh, dấy lên một làn sóng bức xúc trong người dân và doanh nghiệp. Một số phí như phí BOT còn cao, đặt trạm thu phí còn bất hợp lý gây bức xúc. Theo thống kê, chi phí vận tải của doanh nghiệp phải đóng đã lên tới 70 loại. Nhiều dự án là triển khai chưa đúng quy trình và trong quá trình thực hiện triển khai thì việc kiểm tra kiểm soát chưa kịp thời thì dẫn đến là những cái bức xúc ở trong những người sử dụng những cái dự án đó
cũng như toàn xã hội. Mỗi lần qua trạm họ lại phải nộp lần phí, thì cái chi phí rất là cao. Trong đó là nguyên tắc là trong cái phạm vi ngắn đấy thì anh phải được quay đầu, không phải qua trạm. Thế nhưng mà các trạm tận dụng là coi như là không cho xe quay đầu, bắt buộc là phải qua trạm. Thế có khi là có khách hàng có lấy một cái đoạn đường đấy có mấy cái số thôi, nhưng mà qua trạm 4-5 lần. Thế cái chi phí tăng lên, đáng lẽ chỉ qua một lần, hai lần thôi, nhưng thậm chí còn qua 4-5 lần, nên chi phí tăng. Mặc dù thời gian qua các cấp, các ngành đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên giấy phép con, giấy phép cháu vẫn còn nhiều. Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam. Cách đây một năm, các bộ ngành đã ban hành 50 nghị định để cụ thể hóa luật doanh nghiệp và luật đầu tư, xóa bỏ 3.000 giấy phép con. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, số giấy phép con còn tới hơn 5.700 loại, thậm chí có loại còn thêm thay vì lược bỏ. Ngoài ra, chi phí kiểm tra chuyên ngành cũng được xem là một trong những trở lực lớn nhất đối với doanh nghiệp. Theo phản ánh của các doanh nghiệp và khảo sát gần đây, chi phí kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn lớn, với tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan lên tới 35%. Theo đại diện Tổng cục Hải quan, thủ tục kiểm tra chuyên ngành hiện nay vẫn chủ yếu thực hiện bằng phương thức thủ công. Việc phối hợp trao đổi giữa các đơn vị liên quan còn bất cập, nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, máy móc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế, hoạt động chưa hiệu quả. Cái danh mục hàng hóa mà kiểm tra chuyên ngành nó quá nhiều. Và danh mục này thì hiện nay đang do các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên, chứ nó không ngắn lại. Những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ấy, là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Đấy là cái vướng mắc rất là nét hiện nay. Gồm cả nguồn lực về nhân lực, tài chính, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các bộ quản lý chuyên ngành hiện nay nó rất là hạn chế. Nhiều cửa khẩu quốc tế thì hiện nay đều có văn phòng đại diện của các bộ ngành đặt tại đấy, nhưng mà cái thời gian mà cái cơ sở vật chất để mà thực hiện cái kiểm tra tại cửa khẩu thì không có. Cùng với đó là các quy định thủ tục hành chính về hải quan, hoàn thuế VAT, thời gian và chi phí nộp bảo hiểm xã hội còn cao. Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết doanh nghiệp Việt Nam nộp bảo hiểm xã hội mất 189 giờ mỗi năm, trong khi Thái Lan chỉ mất 48 giờ và Indonesia mất 56 giờ. Dù nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,7% là có thể đạt được. Vấn đề đặt ra là phải quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, cải cách đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, để hoàn thành chỉ tiêu GDP 6,7% đến cuối năm, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và thời gian tới đây, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đưa ra những giải pháp thiết thực khác, thực hiện nghiêm và tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Như vậy có thể nói là cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là tháng 7 đã đề cập quyết liệt nhưng mới giảm được một phần thôi. Có thể nói là phiên họp chính phủ nào và đặc biệt tháng 7. Thì phiên họp chính phủ tháng 7 thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh rất nhiều, nhưng mà cái chuyển động thì cũng không được nhiều. Các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp vẫn có thư phản ảnh, vẫn có chuyển trên cổng thông tư điện tử chính phủ qua website của Văn phòng Chính phủ. Thì cái nhận đó là vẫn còn khó khăn rất nhiều. Thì đây chúng ta đang từng bước tháo gỡ. Như vậy thì có chuyện chuyển biến, nhưng mà chuyển biến chưa được đáp ứng yêu cầu chỉ đạo Thủ tướng. Đấy. Chứ không phải là không chuyển biến, có chuyển biến, nhưng mà chuyển biến chưa được nhiều. Và cái mong muốn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là chưa đạt mong muốn. Và cái môi trường đầu tư chưa tốt lắm. Trước đó, tại phiên họp Chính phủ tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu kết quả rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt giảm và sửa đổi gần 2.000 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Cũng thay đổi cái cách làm,
đó là không chỉ dựa vào cái sự tích cực chủ động của các bộ ngành, mà ở đây chính phủ cũng, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đây là một cái sự rà soát song song và mang tính chất đối chứng, có nghĩa là các bộ ngành cũng rà soát và đồng thời giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là hai đơn vị rà soát độc lập về làm cái bằng chứng để đối chứng với cái kết quả rà soát của các bộ ngành, và sau đó thì nếu như có sự khác nhau thì chính phủ sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Như vậy tôi cho rằng là đây là những cái thông điệp mà hết sức tích cực trong cái việc cải cách về điều kiện kinh doanh lần này, và nếu như đạt được cái kết quả cũng như cái mong muốn của chính phủ lần này thì tôi cho rằng đây sẽ là một cái bước đột phá về cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Nhưng hiện tại trong phiên họp chính phủ vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi khi mà người đứng đầu chính phủ đã kết luận rằng là nghiên cứu để ban hành nghị định về tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh và quy trình để ban hành cái điều kiện kinh doanh, hay là tái khởi động lại cái tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp, luật đầu tư mà do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng. Cái tổ này trong vòng mười mấy năm qua, 16, 17 năm qua đã hoạt động rất là tích cực trong việc cắt giảm các giấy phép kinh doanh và điều kiện kinh doanh. Thì đây là những cái giải pháp rất là cụ thể, và chúng tôi mong rằng là quá trình rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải là một cái đợt làm rầm rộ như năm ngoái và sau đấy nó chìm dần, nó im lặng dần, mà nó phải là hoạt động thường xuyên. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh Việt Nam đang muốn thúc đẩy tăng trưởng cao, Việt Nam đang muốn đua tranh với các nước trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, thì rõ ràng những cái nỗ lực Việt Nam phải mạnh mẽ hơn các nước. Đặc biệt, với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ chưa bàn đến việc tăng các loại thuế phí, lệ phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cái nền kinh tế trong giai đoạn này là nó đang ở trạng thái rằng cần kích thích để phát triển. Đấy, thì khi mà cần kích thích để phát triển thì cái công cụ lãi suất của ngân hàng nước là một trong những công cụ quan trọng nhất. Đó, thế thì bằng cái việc mà ngân hàng nước vừa giảm cả lãi suất điều hành từ ngân hàng nước với ngân hàng thương mại, cũng như là lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay của nền kinh tế, mà với một cái mức giảm, những mức giảm mang tính chất rất cụ thể đó, chứ không phải là những cái hô hào chung chung, thì là nó thể hiện rằng là gì, quyết tâm của ngân hàng nước trong việc là kích thích nền kinh tế phát triển trong thời gian tới. Với những nỗ lực này, các chuyên gia nhấn mạnh chỉ cần có chính sách tốt và đúng, kinh tế có thể tăng trưởng khoảng 8-9%, chứ không phải cố gắng đạt 6,7% như hiện nay. Rất nhiều những biện pháp chính sách của chính phủ đề ra để hỗ trợ cho cái tăng trưởng ấy là tốt cho hiện tại, cho trung hạn, cho dài hạn. Ví dụ, cải cách thể chế, cải cách bộ máy, tạo một cái môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch. Nghe rất là tốt, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thế nhưng cũng có rất nhiều những biện pháp mà chúng ta vẫn phải đặt dấu hỏi về đảm bảo cái chất lượng tăng trưởng, về cái sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Đó là tăng vốn đầu tư công, đó là tăng tín dụng, đó là đào sử dụng tài nguyên để phục vụ thuần túy cho tăng trưởng. Chính phủ là phải căng ra để làm những cái đẩy để đạt mục tiêu, và khi làm điều đó thì có thể phải hy sinh, thỏa hiệp với những cái nhóm hay là những cái khu vực mà đang thực hiện cải cách. Đấy thì cái đó cũng là một cái để làm. Tôi nói ví dụ như này, nếu như chính phủ chấp nhận là có một cái sự khó khăn trong cái kinh tế năm nay cho cả chính phủ lẫn cho cả nền kinh tế rất tăng trưởng thấp hơn, thế nhưng sử dụng cái thời gian đó để quyết tâm với cải cách bộ máy hành chính nhà nước chẳng hạn, và nó sẽ có những tác dụng tiêu cực đến nền kinh tế trong tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng mà đấy thì lại là giải pháp căn cơ kéo được dài, bởi vì khi bộ máy nó nhẹ đi thì ngân sách là thâm hụt bớt đi và gánh nặng nó sẽ giảm đi rất nhiều, và có dư địa, có không gian chính sách để tăng trưởng trong tương lai. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở đánh giá tình hình 8 tháng đầu năm và dự báo những tháng cuối năm, ước thực hiện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm nay đều đạt được và vượt mục tiêu đề ra, 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, dự kiến tăng trưởng GDP sẽ đạt mục tiêu 6,7% như đã đề ra và xuất khẩu dự kiến tăng hơn 14%, gấp đôi so với mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% là một trong những cố gắng lớn trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên, nhất là dầu thô.
Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.